Show. Chúng ta nghe đĩa CD nhé các bạn. Các bạn đang được nghe qua con Pioneer hệ điện nhật điện 100V dòng CM32 có Bluetooth nhé. Đời này 2014. Có điều khiển học chỉnh full chức năng nhé các bạn, và ngoại hình còn rất là đẹp. Âm thanh rất là ấm, bass rất là sâu. Chỉnh được bass chép trên điều khiển nữa nhé. Rất là nhỏ gọn nhưng mà công suất rất là ổn. Phải chi hôm ấy mưa đừng rơi qua chốn này. Phải chi hôm ấy em đừng đợt mưa đứng đây. Thì trong chiều nay gửi là có một cái tem ở đây. Không nhớ thương ai. Qua mỗi đêm dài em đã không xót xa buồn. Nó có một cái tem Fiona ở bên dưới. Phải chi hôm ấy hiện nhà này không vắng người. Phải chi hôm ấy em đừng nghe anh nói cười. Nhìn mưa chiều rơi em đã tìm có nhân duyên. Hai đứa tâm đầu em đã tìm sao trời rồi khi nào. Tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình. Ngập tràn ước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình. Thì như rượu say em ngất ngơ. Super bass nha các bạn. Super bass on off. Bass trap ring. Bass trap nha các bạn. Nếu các bạn có thể hình như chỉnh đây. Chỉnh cho các bạn xem nha. Chúng ta đang sử dụng điều khiển nha các bạn. Các nút ở trên cái máy rất là đơn giản, nó tối giản nút lại luôn. Yêu rồi người ta phũ phàng. Thì thôi ngày xưa em đã không tránh cơn mưa. Em sẽ không khờ và sẽ tin những câu bồng đùa. Phải chi em biết yêu một người không dễ dàng. Phải chi em biết nghi ngờ người ta dối. Thì bây giờ đây em đã không vương yêu phiền trong trái tim. Bass trap cộng trừ năm và super bass riêng nữa nha. Tình yêu đầu tiên và nó có chế độ equalizer nữa. Cho em thật vô tình ngập tràn ước mơ em sợ tim mình. Chế độ nghe ban đêm flat flat là cân bằng nha các bạn. Cái mặt gương nó là một cái mặt gương nè, gương bóng khá là dày ở phía trước, kiểu dáng khá là hiện đại và nhỏ gọn, nhưng mà công suất thì con này cực kỳ tốt và mình cũng có test nhiều rồi, CM31, 32, 35 vân vân. Và đây là một cái dòng màu đen đồng bộ khá là đẹp, đèn led màu trắng, các bạn có thể chỉnh mờ đi. Các bạn có thể là dimmer cho nó mờ đi. Đấy. Đó. Có 3 chế độ dim, dimmer. Buổi tối nếu mà trong cái phòng của các bạn nó làm chói quá, sáng quá thì các bạn có thể chỉnh cho nó mờ lại. Và các bạn có thể thấy USB ở bên dưới nữa nè. USB. Thích chơi nhạc trực tiếp USB nhé các bạn. Gắn USB vào là chơi thôi, còn con này có Bluetooth, CD Bluetooth và mình sẽ bật Bluetooth cho các bạn. Lần đầu kết nối là chúng ta FM AM, FM thì là full đài Việt Nam 108,
Bluetooth nè các bạn. Các bạn dò nó lần đầu thì các bạn bắt buộc phải dò thì các bạn sẽ thấy tên được của cái con này, tên của nó nhé. Và lần sau thì các bạn bật Bluetooth lên và điện thoại bật Bluetooth lên thì các bạn nó sẽ tự động kết nối lại, tại vì nó nhớ rồi, nhớ thiết bị kết nối với nhau. Đấy các bạn, để mình giảm sáng lại đây. Nè, CM32 ở bên dưới nè các bạn. Đó, chúng ta chọn CM32. Rồi. Ok. Và nếu nó đã ghép đôi với nhau rồi thì những lần sau nó sẽ tự nhớ nữa các bạn. Các bạn không cần phải chỉnh lại. Nó hiển tên thiết bị của điện thoại lên là Galaxy S8 nè các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ bật nhạc nhé. Nhạc xuân. Mình mở Super Bass lên nha. Hay điện thoại cái nói Bluetooth nè các bạn. Bảo hiểm FWD, bảo hiểm dễ hiểu, sớm tìm hiểu, sớm bảo vệ. Quảng cáo. Chúng ta sẽ chuyển qua chơi nhạc guitar rumba không lời nhé. Con này nãy mình đang chỉnh bass 2 chép 3 còn cộng 5 này, các bạn muốn tối đa là cộng 5 nhé. Ok. Nhớ là có USB ở đây nhé, cổng USB, các bạn như là gắn USB vào chơi nhạc MP3. Cái mặt của nó rất là đẹp, cái dàn đèn led ở trong rất là sáng rõ, không có bị mờ đi, cái dòng chữ nó rất là rõ. Các bạn thấy hậu loa rất là sâu nhá, và công suất mỗi loa là 30W, một cái dàn máy đến khoảng 60W, chơi phòng 20m² là cực tốt. Con này nhỏ gọn nhưng mà cái âm trầm rất là tốt và công suất cũng tương đối ấn tượng so với kích thước của cái dàn máy. Và dòng này mình bán rất là chạy. CM31 là chưa có Bluetooth, CM32, 35 là có Bluetooth, và những cái dòng 32, 35 rất là chuộng, và đặc biệt hàng về còn rất là mới đẹp. Cái dòng này nó nhỏ gọn nhưng mà nó lấy được cái phần loa hậu nó sâu để nó lấy âm trầm bass cộng hưởng đó các bạn. Và những cái dòng Pioneer này mình dễ dàng chỉnh bass chép Super Bass, rồi cái âm bass của nó có thể chơi được nhạc trẻ, mà thật sự là nó phải chơi được nhạc trẻ các bạn. Tại vì đời này là đời 2014,
bản thân ở bên Nhật nó cũng chẳng có nhạc trữ tình, nó nghe nhạc pop, dance, remix không à. Đa phần là nhạc pop của Nhật nó rất là thông dụng. Và những cái thể loại máy như vậy thì phải đáp ứng được những cái tiêu chí đó. Còn nếu mà cái bass nó kém quá thì nó không thể nào thể hiện được những cái nhạc pop của Nhật đâu. Và đặc biệt là những cái dòng đề cao như vậy. Và mình đo kích thước thì chiều cao là tầm 20,5, chiều sâu là 23. Chiều sâu rất là ấn tượng nha. Và chiều sâu của máy với của loa là nó tương đồng với nhau, nên các bạn dễ bố trí cái cách đặt ở trong phòng của mình, trên kệ của mình, trên bàn làm việc, vân vân. Bề ngang thì 46cm nha các bạn, bề ngang 46. Chiều sâu 23 và chiều cao là chỉ 20,5 thôi. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hôm nay chúng ta test con Pioneer CM32 Bluetooth. Ngoại hình rất là đẹp. Và các bạn hãy tranh thủ để sắm cho mình một dàn chơi Tết nhé. Hãy tiếp tục tham khảo thêm trên website của mình, hangnodianhatvu.com, Facebook và Zalo, vân vân. Những dàn mini, những dàn âm thanh lớn, vân vân.